Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sử dụng vũ lực với Israel, Thủ tướng Nga tới Iran. Vừa qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tới Iran và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel có kế hoạch đổ bộ vào Liban sau 2 tuần không kích dữ dội lực lượng Hezbollah có mối quan hệ thân thiết với Iran. Nga đã lên án Israel về vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và nhận định cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông nguy cơ xảy ra rất cao. Iran tuyên bố không ngồi im trước các bước leo thang quân sự của Israel trong khu vực, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua kêu gọi một hành động quân sự để gây sức ép buộc Israel dừng lại. Cộng đồng quốc tế không thể im lặng thêm nữa trước hành động của Israel đang đốt cháy toàn bộ khu vực. Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể hiện được ý chí cần thiết, Đại hội đồng nên nhanh chóng thực hiện thẩm quyền sử dụng vũ lực như trong nghị quyết thống nhất vì hòa bình có từ năm 1950. Do vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đã cảnh báo trực tiếp Iran rằng không nơi nào tại Trung Đông mà Israel không thể tiếp cận, với mục tiêu bảo vệ người dân và đất nước này khỏi các mối đe dọa. Trong lúc đó, sáng mùng 1 tháng 10, quân đội Israel chính thức xác nhận bộ binh nước này đã bắt đầu các cuộc tấn công chiến thuật hạn chế vào lãnh thổ Liban, đánh dấu bước leo thang mới cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần một năm qua với phong trào Hezbollah. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, bộ binh nước này đã bắt đầu các cuộc đột kích giới hạn được khoanh vùng nhằm vào các mục tiêu và hạ tầng của phong trào Hezbollah ở một số ngôi làng phía nam Liban. Những ngôi làng này được Hezbollah sử dụng để tạo ra mối uy hiếp đối với các cộng đồng dân cư tại Israel. Các cuộc tấn công được bắt đầu từ giữa đêm qua, ngay sau khi nội các an ninh Israel nhóm họp và phê chuẩn kế hoạch tác chiến mới tại mặt trận phía Bắc. Hoạt động tấn công bộ binh được tiến hành cùng với các cuộc không kích yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh. Quân đội Israel không đề cập thời gian và quy mô cụ thể của chiến dịch, song cho biết công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đã được tiến hành trong nhiều tháng. IDF cũng khẳng định chiến dịch tấn công vào Liban sẽ được tiến hành song song với hoạt động tác chiến tại dải Gaza. IDF cũng khẳng định các cuộc tấn công được hạn chế cả về quy mô và thời gian và Israel không có ý định chiếm đóng Liban lâu dài. Kế hoạch tác chiến vào Liban đã được đội các an ninh Israel phê duyệt trong cuộc họp đặc biệt đêm qua. Mục tiêu hướng tới là khôi phục an ninh và đưa cư dân khu vực biên giới phía Bắc Israel được trở về nhà. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn một tuyên bố của Hezbollah cho biết các tay súng của lực lượng này đã đẩy lùi một cuộc đột kích của bộ binh Israel tại khu vực biên giới trong đêm qua. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc giao tranh không được tiết lộ. Trước đó, trong đêm qua, các nguồn tin Liban xác nhận quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích và không kích dữ dội vào một số ngôi làng gần biên giới, dường như để chuẩn bị cho cuộc tấn công bộ binh vào Liban.